Xin chào quý cô bác, anh chị cùng các bạn. Hôm nay, Ai Mai xin gửi đến các chương kế tiếp của cuốn sách Sống đời bình an. Tác giả Sư Cô Suối Thông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chương thứ 7 là con trai. Là con trai, ngoại hình có thể không đẹp, nhưng nhất định phải có cốt cách nam nhi, phải có khí chất, có tu dưỡng, có nội hàm, có sự ấm áp. Đàn ông có thể xấu, nhưng không thể khó coi. Là con trai, phải học cách nhìn xa, trông rộng để gánh vác việc lớn lao trong gia đình và ngoài xã hội. Đừng để những chuyện tính toán hơn thua, lặt vặt, bận lòng mà trở nên hẹp hòi. Là con trai, đã hứa là giữ lời, đã nói là phải làm nhiều hơn nói càng tốt. Người không giữ tròn lời hứa thì giống như những kẻ rỗi nghề, cao hứng nói lông bông vô giá trị. Suốt ngày chỉ biết luyện võ mồm, không làm chủ được hành động của mình thì không xứng đáng là phái mạnh. Là con trai, phải có mục tiêu và định hướng của riêng mình. Trên đầu mỗi người đều là bầu trời xanh, ai có thể tạo vùng trời riêng cho mình mới thật là bản lĩnh. Bạn có thể thất bại, có thể làm lại, nhưng đừng cho phép mình chấp nhận sự tầm thường. Là con trai, phải có ý thức trách nhiệm, bất luận là đối với sự nghiệp hay gia đình, dù là đối với ba mẹ, vợ con hay anh em bạn bè, đều phải làm tròn bổn phận. Tự tư, tự lợi không phải đàn ông tốt, đùng đẩy trốn tránh trách nhiệm không phải khí chất của đấng mày râu. Là con trai, phải biết bảo vệ và tôn trọng phụ nữ, đặc biệt là vế sau. Con trai sức dài vai rộng, đừng bao giờ xem phụ nữ là chỗ nương tựa hay chiến công cuộc đời. Đừng ép buộc họ làm điều họ không muốn và tuyệt đối không được động tay động chân với phụ nữ. Dù ai đó có từng tổn thương hay lừa gạt bạn, hơn thua với phụ nữ dù có chiếm phần ưu thế cũng không chứng minh được gì, chỉ làm suy giảm bản lĩnh đàn ông trong bạn mà thôi. Là con trai, không nhất thiết phải kiếm thật nhiều tiền, nhưng phải biết những trách nhiệm cần làm. Không nhất thiết mỗi chuyện đều nghe theo ba mẹ, nhưng nhất định phải có lòng hiếu thảo. Không nhất thiết phải bên cạnh, không rời, nhưng nhất định phải yêu thương vợ con. Không nhất thiết lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng gặp chuyện phải có sự quyết đoán. Không nhất thiết phải quảng đại, rộng rãi, nhưng trong lòng không nên cố chấp vụn vặt. Làm một người con trai đúng nghĩa đã khó, làm một người đàn ông tốt có trách nhiệm lại càng khó hơn. Vì họ không những hoàn thành nghĩa vụ của mình mà còn phải chăm lo rất nhiều thứ. Để cân bằng, trong mỗi người đàn ông, dù bản lĩnh đến đâu, luôn ẩn chứa một đứa trẻ không bao giờ lớn. Bề ngoài có vẻ kiên cường, nhưng bên trong lại có phần yếu đuối và chỉ thể hiện sự yếu mềm với người gần gũi nhất. Người ở bên cạnh nếu không thể chia sẻ sự lo lắng và vất vả với họ, hãy dành chút quan tâm và cổ vũ khi đứa trẻ đó chưa đủ kiên định, thiếu chút vững vàng. Vì mỗi người chúng ta không ai là bức tường ngàn năm không đổ, mà bên trong có nhiều nơi yếu đuối cần được vỗ về. Chương thứ 8. Đồng thanh
tương ứng. Bạn sống trong thế giới nào sẽ gặp được những người tương ứng của thế giới đó. Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển. Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đạt. Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành những giá trị tương xứng. Cho nên cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Chương thứ 9. Tốt nhất vẫn là nhớ ưu điểm của người. Nhớ ưu điểm của bạn bè thì người bên cạnh sẽ ngày càng nhiều. Khi cần luôn có những trợ thủ đắc lực. Nhớ ưu điểm của người thương thì giảm nhiều tranh cãi, tình cảm càng nồng đượm. Nhớ ưu điểm của cấp trên thì giảm được nhiều oán hận. Biết hy sinh nhiều hơn thì tương lai tự nhiên cũng rộng mở. Nhớ ưu điểm đồng nghiệp thì giảm được nhiều mâu thuẫn. Công việc kết hợp nhịp nhàng thì làm việc càng thêm chuyên nghiệp. Nhớ ưu điểm của người khác, sống bằng lòng, biết ơn thì việc tốt sẽ tăng lên, ưu phiền tự nhiên cũng ít lại. Nhớ khuyết điểm, tật xấu của người chỉ khiến mình khó chịu, tâm trạng cũng bực dọc, cuộc sống thêm mệt mỏi. Nhưng người đời đa số là điểm tốt của người khác thì không khi nào để tâm, thấy chút điều xấu liền ghi lòng, tạc dạ. Làm người, ai chẳng có ít nhiều tự tư, ai chưa từng vì bản thân mà phạm phải lỗi lầm. Chỉ cần chút cảm thông và khoan dung, bạn sẽ thấy chúng không là gì cả. Nhớ ưu điểm của người khác. Thật ra, người có lợi ích lớn nhất là chính mình. Nhớ điều tốt của người khác thì hạn chế mâu thuẫn, không phát sanh muộn phiền. Bạn nhớ ưu điểm của người thì họ sẽ đối tốt với bạn hơn, không tổn thương tình cảm, không cần tính toán hơn thua đến đoạn tuyệt liên hệ. Nhớ ưu điểm lẫn nhau giúp con người đến gần nhau hơn, bởi lòng không cần để ý hay phòng bị nữa. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chương thứ 10. Về với chính mình. Chúng ta không được sanh ra trong quyền quý, nên tất cả phải dựa vào nỗ lực tự thân. Hãy dặn mình đừng bao giờ bỏ cuộc, vì tương lai phía trước còn rất dài. Chúng ta không có trái tim sắt đá hay kim cương. Lúc mịt mù cũng sẽ lo sợ, khi đau lòng cũng muốn khóc than. Nên nhớ chăm sóc mình tốt một chút, vì khi biết trân trọng mình thì người khác mới trân trọng bạn. Biết cách thương lấy mình thì mới có thể thương yêu người khác. Chúng ta không phải người ăn nói điêu luyện, nên gặp ai hiểu thì không cần giải thích, kẻ không hiểu thì giải thích cũng chẳng để làm gì. Cứ thẳng thắn làm người, không thẹn với trời đất và lương tâm là được. Thời gian lâu ngày sẽ soi tỏ lòng người, bất kể là loại tình cảm nào. Chỉ cần mình chân thành, sẽ gặp người sâu sắc. Chỉ cần mình hết lòng, sẽ có người cảm nhận được. Cuộc sống có rất nhiều việc không thể dự đoán trước, có nhiều đáp án không cần giải thích thêm. Nếu thấy vui thì tiếp tục, dù mưa hay gió hãy cứ kiên trì. Đường dưới chân là tự mình đi,
khổ trước mắt phải tự mình trải nghiệm, niềm đau trong lòng cũng tự mình chịu lấy. Đừng bao giờ ỷ lại vào bất kỳ ai, cũng không cần chờ đợi gì ở người khác. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Ai tốt đẹp cũng không bằng bản thân mình tốt đẹp. Nên dù làm gì cũng nhớ chú ý hoàn thiện lấy chính mình. Ai Mai xin tạm ngừng ở đây. Nếu thấy video hay và hữu ích, xin chia sẻ đến bạn bè và người thân. Ai Mai kính gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều an lành đến với mọi người. Xin hẹn quý vị video kỳ tới.